Còn với cái, giờ này mà còn xem tivi chưa chịu ngủ nữa hả? Mày lấy con hoài à? Đớm à, con phải có kỷ luật của riêng mình chứ. Suốt ngày bị la hoài, kỷ luật cái gì chứ? Thoải mái làm điều mình thích, chẳng phải sướng hơn sao? Phải chi được sống một nơi mà không phải bị ăn chửi hàng ngày nữa. Ồ, tấm kiến sáng lên kìa. Trời sáng rồi. Quả là một giấc mơ kỳ lạ. Mà hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy ta? Mẹ lại la mình nữa. Ê, trời ơi, 10 giờ rồi, trễ học rồi. Sao mẹ không gọi con dậy đi học? Trễ học mất tiêu rồi nè mẹ. Sao ba không đi làm? Đi làm gì? Ở nhà ngủ không phải sướng hơn sao? Thôi, con đi học đây. Mọi người hôm nay lạ ghê. Mẹ thì ngủ chẳng chịu dậy, ba thì không đi làm. Ôi trời, em điện đỏ mà, sao chú không chạy nữa? Ôi trời ơi, thích chạy thì chạy, thích dừng thì dừng, sao lại phải nghe theo cái đèn tí ti như vậy chứ? Kỳ lạ. Dạ thưa cô, em xin lỗi vì em đến trễ. Nè nè, đốm hôm nay đi học sớm quá nha, mau về chỗ kiếm cái gì chơi đi. Hôm nay mày đi học hả Bùng Bự? Chứ sao, ủa mình không dạy học được hả? Có ai rành đồ ăn ngon hơn mình đâu. Xin chào Bùng Bự, hôm nay dạy về đồ ăn tiếp hả? Trời ơi, tái to, bạn cũng đi dạy nữa hả? Ủa, như vậy là sao? Trước giờ mình vẫn bình thường mà. Bạn phải là người có nguyên tắc và kỷ luật nhất bọn mình chứ. Bạn nói gì như người từ trên trời xuống đất vậy? Thế giới này đã từ bỏ kỷ luật từ rất lâu rồi. Thích gì thì làm đó thôi. Trời ơi, mình không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Ủa, sao không xin có được nè? Cho tôi về đi, tôi muốn ở đây nữa đâu. Cho tôi về đi mà. Đỡ mà, con chưa chịu dậy ăn sáng đi học nữa hả đó? Mẹ ơi, con đã hiểu rồi. Thế giới này còn có trật tự. Nếu mọi người không có kỷ luật bản thân thì mọi thứ sẽ loạn lên hết. Bây giờ con mới biết hả? Nhanh xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa ông tướng à. Dạ. Ồ, ba đang làm cái gì hay quá vậy? Đây là mô hình khủng long từ nước ngoài. Người ta nhờ ba sửa đó. Còn chút xíu nữa là xong rồi con. Vậy một lát xong, ba cho con mượn chơi thử nha ba. Không có được đâu, cái này nguy hiểm lắm. Nó mô phỏng y chang là khủng long thiệt luôn. Nên có thể rất hung dữ đó con. Y chang khủng long thiệt luôn. Nè, con đang suy nghĩ cái gì vậy? Dạ, đâu có gì đâu ba. Ba về nhà ăn cơm đi, mẹ đang đợi ba đó. Vậy ba về trước nha. Con ở đây đừng có phá phách gì đó nha. Giống thiệt luôn á. Phải gọi cho Bụng Bự mới được. Alo. Đớm hả? Nguyên con khủng long mấy luôn hả? Mình tới liền, tới liền. Giống y chang thiệt luôn. Nhưng mà nó có cử động được không vậy? Hình như là chưa được. Ba mình đang sửa cái gì đó. Vậy tụi mình phụ ba bạn sửa đi. Mình muốn xem nó cử động như thế nào. Không được đâu, ba mình nói con này nguy hiểm lắm, không cho mình đụng vào đâu. Sao mà phải sợ chứ, nó là khủng long bằng máy thôi mà, chứ có phải thiệt đâu mà bạn sợ nó ăn thịt. Mình thôi, phụ mình tìm cách sửa tiếp đi, có khi ba bạn còn khen mình nữa. Cũng được, mình đang suy nghĩ. Nè, bên đây có cục pin nè, chắc chắn là của con khủng long, mình gắn vô xem thử đi. Xong. Trời ơi, hùng dữ như vậy. Ha, quả thường luôn. Trời đất ơi, mua đuổi theo nó bắt nó lại đi. Là ba mình đánh tiết lít đó.
tụi mình phải nhận nó trước khi gắn pin cho nó chứ. Hả? Chính mấy bạn là người gắn pin cho nó đó hả? Tụi mình xin lỗi, là do tụi mình thấy máy với phá phách nên mới gây ra họa lớn như thế này. Bỏ đi, giờ phải tìm cách làm sao vô hiệu hóa con khủng long này nào. Mày đứng im. Lợi hại quá, lửa đã tắt hết rồi. Nhưng mà không phá phách nữa. Mấy đứa lì quá ha. Ba đã nói là không được đụng vô đồ của ba khi chưa sửa xong rồi mà. Bụng bự và đốm bị phạt, không được xem tivi nửa tháng. Chỉ có tội phá phách tái máy nha. Dạ, con nhớ rồi. Mai mốt không dám tái máy nữa đâu. Đáng đời. Sao giờ tay to chưa qua ta? Hôm nay bạn bị sao vậy? No. Bây giờ hãy gọi tớ là quý cô tai to, nghe chưa? Là sao chứ? À, ý bạn là bây giờ tụi mình cùng làm người lớn hả? Đúng vậy, làm người lớn rất là sướng. Thích làm gì thì làm, thích ăn gì thì ăn. Lại được la mắng người khác nữa, không phải sợ ai hết. Yeah! Làm người lớn thiệt là vui quá đi. Chúng ta làm đi. Bụng bự, cô tai to đây, mới đến chơi nhà. Chúng ta hãy mời cô ấy ly nước trà nào. Bụng bự đâu, lấy trà. Như vậy đúng không? Đốm diện rất là đạt á, rất là người lớn. Nhưng mà mình không biết pha trà, giờ phải làm sao? À, mời quý bà ngồi đây nghỉ ngơi. Hả? Sao chứ? Tụi con... Mình với đốm sẽ đi nấu đồ ăn, mời quý bà đây. Bụng bự, cậu có thể ngồi tiếp chuyện cùng bà đây được không? Được, quý cô đây thích ăn gì? Các con đang làm gì mà vui vậy? Dạ, tụi con lớn rồi, bây giờ tụi con đang làm người lớn nè. À, cô hiểu rồi, hồi nhỏ cô chơi trò này giỏi lắm. Con tính leo lên lấy hũ đường mà trượt chân nên. Trời ơi, sao con không nhờ cô lấy giúp? Con vừa nhặt rau vừa rửa từng cọng luôn á nha. Trời, ai lại làm vậy? Rồi đưa đây, mời các người lớn lên trên nhà. Những chuyện như vậy nè, các con chưa biết sao đã vội làm. Con thấy người lớn có gì cũng biết làm hết á. Không phải đâu, cũng có nhiều thứ người lớn không biết làm đó con. Cái gì muốn biết cũng đều phải học hết. Lặt rau nè, nấu ăn, hồi đó mẹ cũng phải học, học rất là lâu đó. Con thấy làm người lớn mệt quá à, không vô chút nào đó. Thì ra ba mẹ chúng ta cũng vất vả lắm đó. Không có người lớn nào được con hoạt hình thoải mái như tụi mình đâu. Thôi, chúng ta không làm người lớn nữa. Ôi, mát quá, thích quá. Tụi mình chơi cái gì đi? Hay chơi trốn tìm đi. Trốn tìm? Được đó. Mình cũng đồng ý. Chúng ta lấy gốc cây này làm cây tùng nha. Ảnh tù tì ra cái gì ra cái này. Ảnh tù tì ra cái gì ra cái này. Chạy đi. 5, 10, 15, 20. Để con không được ăn gian. Mở mắt đó nha. Bạn nấp vào bụi kia đi. Còn mình trèo lên cái mít. Đảm bảo tay to không thấy đâu. Không được leo cây, nguy hiểm lắm đó bụng bự. Đốm yên tâm đi, mình leo giỏi lắm. Không được, nguy hiểm lắm. 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Đúng, bụng bự, hai bạn ở đâu?
Ôi ngon quá. Hả? Cứu mình với tay to. Đúng ơi. Chuyện gì vậy muốn bự? Cứu mình với. Mẹ bảo không được chiều cây mà không chịu nghe. Mình biết lỗi rồi, cứu mình đi. Giờ sao cứu được chứ? Hay bụng bự nhảy xuống đi. Không, mình sợ lắm. Chết, ác điểu tới rồi kìa. Chạy đi. Nhưng còn bụng bự hai bạn đừng bỏ mình mà. Bụng bự nhảy xuống nước đi rồi leo lên. Mình không dám nhảy đâu, mình sợ lắm. Mình nhảy lên khúc cây này đi. Bụng bự nhanh lên, nhanh nữa, nhanh nữa đi. Ai lấy chó mình như vậy chứ? Đừng hỏi vô ích. Tại sao chứ? Ngươi đang làm gì đây hả? Vì bạn xếp lại thức ăn cho ác điểu rồi. Cái gì chứ? Mình không chịu đâu. Đúng ơi, tay tôi, cứu mình với. Để ta vệ sinh cho sạch sẽ trước khi chết nha. Tránh ra, tránh ra. Ta không cần, ta không cần. Ngươi le vô ích thôi. Chết rồi, mình mạnh tay quá. Batman đang ở đâu đây? Hình như mình bị trúng phép thuật của ác điểu thì phải. Ác điểu kia, ngươi đừng hòng chiếm lấy nhà của chúng ta. Lũ chim chết tiệt. Ngươi biết sợ chưa? Được rồi, ta sẽ cho ngươi biết sức mạnh của ta. Dám chống lại ta sao? Hả? Ngươi không sao à? Ta sẽ trả thù cho các bạn của ta. Ui da, ui da. Ngươi cũng được lắm. Vậy hãy xem tuyệt chiêu cuối của ta. Nè, chim nhỏ, ngươi không sao chứ? Không sao, để em cứu anh. Cảm ơn chim nhỏ nha. Nhanh lên, em sẽ đưa anh thoát khỏi đây trước khi tên ác điểu đó quay trở lại. May quá, may quá. Nhanh lên anh nè, nếu không sẽ không kịp đâu. Các ngươi định trốn đi đâu vậy? Đi trốn tên ác điểu chứ sao? Hả? Hết đường thế rồi anh ơi. Đúng rồi, tay tôi, cứu tụi mình với. Tay tôi, đúng rồi, cứu tụi mình với. Mình được cứu rồi. Các ngươi dám đánh lén ta? Dám ăn hiếp bạn của ta?
Được thôi, vậy hãy xem ta đây. Sao khỏe vậy? Mình không đủ sức rồi. Vậy làm sao bây giờ? Thôi, ta đùa với các ngươi đủ rồi. Đến lượt ta đây. Nguy hiểm quá, kêu quá. Cũng tại bạn leo trèo mà ra nông nổi như vậy nè bụng bự. Mình xin lỗi, mai mốt mình sẽ không trèo cây nữa đâu. Thôi, bạn ấy biết lỗi rồi, đừng lại bạn ấy nữa. Chim nhỏ, em có biết điểm yếu của hắn là gì không? Hắn rất là mạnh. À, em nhớ rồi, hắn có bộ điểm rất yếu. Là gì? Em nói đi. Hắn rất là sợ mùi mít chín. Mỗi lần nơi này có mít chín bay mù lên là hắn bị đau đầu và không còn sức mạnh nữa. Hay quá, anh thấy dưới kia có một cây mít chín phải không? Nhưng làm sao chúng ta trở xuống kia được mà hai? Mình có một cách. Cách gì? Các bạn tránh ra, để mình. Tên ác điệu kia, ngươi muốn chết trước à? Ta sẽ đấu tay đôi với ngươi. Ngươi có tuyệt chiêu gì mà đòi đánh với ta? Ta có một chiêu khí công vô cùng lợi hại. Được, ta cho ngươi một cơ hội trước khi chết. Khí công thần sầu vô lực thổ. Sao bạn lại lợi hại vậy? Vì lúc nãy trên cây mít, mình đang mít chín trên cây. Hèn chi khí công của bạn, mười người không chịu nổi. Bà kiểm tra thì lại bị điểm thấp. Hôm trước bị mẹ la, bụng bự vô lớp, cứ khoét loét đồ chơi mới, chán quá. Nè anh quá khứ, anh làm cho cậu chủ chỉ nghĩ về chuyện cũ mà không chịu làm gì hết à? Đúng rồi đó, cậu chủ không thèm nghĩ tới tương lai là tôi đây nè, mà cứ suốt ngày nằm trong phòng thôi. Chính anh hiện tại tạo ra toàn kỷ niệm buồn, anh còn đổ thừa cho tôi nữa hả? Ủa, sao lại có ba bông hoa ở đây? Xin chào cậu chủ, chúng tôi là ba bông hoa đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai của cậu chủ nè. Thì ra là vậy, nhưng sao các bạn cứ cãi nhau inh ỏi vậy? Tất cả là do anh quá khứ cứ chiếm lấy cậu chủ, làm cậu chủ nghĩ về chuyện buồn cũ rồi ủ rũ hoài đó. Đúng rồi đó, bông hoa quá khứ, sao phải lúc nào cũng làm mình buồn vậy? Không phải đâu, nếu hiện tại cậu tạo ra việc làm tốt thì đâu phải như vậy chứ. Tôi nghĩ tốt nhất chúng tôi không làm việc với anh nữa, như vậy thì cậu chủ mới vui vẻ cùng với tôi tạo ra nhiều kỷ niệm mới. Nhưng quá khứ quan trọng lắm, hai anh không thể không có tôi được đâu. Đúng rồi đó, mình không cần bạn nữa đâu. Từ bây giờ bạn sẽ không thể làm cho mình buồn nữa. Nè Đốm, xài cái viết mình cho mượn á, cho cẩn thận nha. Biết rồi mà. Trời đất, hôm trước đã làm hư một cây rồi, sao bạn không cẩn thận gì hết vậy? Hôm trước mình làm hư hồ nào, đừng có xạo nha. Bạn bè dùm ích kỷ, không muốn cho mình buồn nữa thì nói đi. Sao bạn nói chuyện kỳ vậy? Từ nay mình không muốn chơi với bạn nữa. Bụng bự đừng buồn nữa. Tụi mình làm bạn bao nhiêu lâu rồi, biết bao nhiêu kỷ niệm, đã làm gãy cây bút còn nghĩ chơi mình nữa. Cậu chủ không nhớ về chuyện cũ hết à? Nè con, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, về nhà là phải cất đồ gọn gàng chứ. Mẹ dặn có hồi nào con đâu có nhớ đâu. Cất thì cất. Hôm nay con dám trả lời với mẹ như vậy đó hả? Như vậy là hổng có biết không? Từ nay ba cấm không cho con đi đâu chơi hết. Ở nhà dọn dẹp nhà cửa, học bài cho ba. Tại sao lại như vậy? Con sẽ không nghe lời ba đâu. Tại sao không có quá khứ mà cậu chủ vẫn còn buồn nhiều quá vậy? Mình hiểu rồi. Nếu ngay hiện tại của mình mà cậu chủ làm gì không đúng thì vẫn phải gặp chuyện làm cậu chủ buồn thôi. Mình phải làm sao đây? Phải đi tìm anh quá khứ về thôi. Anh quá khứ ơi, anh ở đâu? Hai anh tìm tôi hả? Quá khứ ơi, cho mình xin lỗi nha. Mình trách sai bạn rồi. Cậu chủ có cần tôi nữa đâu. Cậu chủ rất cần anh đó quá khứ à. Phải có quá khứ, cậu chủ mới nhớ được những việc gì là sai mà tránh không làm nữa, mới biết rút kinh nghiệm để hiện tại làm việc đúng. Có như vậy, tương lai cậu chủ mới tốt đẹp được.
Đúng rồi đó, quá khứ tôi có lúc buồn, có lúc vui. Hiện tại mình phải biết làm việc nào là đúng thì quá khứ mới có vui nhiều được. Ba bạn đều quan trọng với mình, hãy luôn bên cạnh để giúp mình làm nhiều việc tốt hơn nha. Đồng ý. Dạ, mời chị vào nhà chơi. Tôi có đem qua cho chị mấy cái khuôn làm rau câu, quả tiết đẹp lắm nha. Thích quá, em vừa có ý định sẽ làm món đó đãi cả nhà đó. À, chị đợi em một chút nha, em có món này hay lắm nè. Gì mà bí mật dữ vậy mẹ đớm. Bánh flan phô mai que ở trong tủ lạnh đâu hết rồi? Con hết rồi. Sao con ăn mà không xin phép mẹ? Sao phải xin phép? Con phải mẹ làm tất cả cho con sao? Dù là mẹ có thể cho con ăn hết, nhưng con cũng phải xin phép mẹ, biết chưa? Vậy có gì khác biệt đâu, trước sau gì con cũng ăn thôi. Mẹ rất buồn về điều này. Bây giờ mẹ không còn bánh để đãi mẹ bụng bự nữa. Không được lắc. Vui lòng đọc mã số khách hàng. Hả? Mã số gì? Rắc rối quá à. Em có nhận đồ chuyển phát nhanh của anh không vậy? Dạ không. Đồ gì anh? Mà họ gửi lâu chưa? Tin nhắn báo cho anh là đã chuyển hàng thành công rồi mà. Sao kỳ vậy ta? Nếu em không nhận thì là... Chắc là đếm ký nhận đó. Mình không tin là mình không bỏ được cái hộp này. Đúng. Tại sao con dám? Tại vì con không biết là... Lại là không xin phép nữa phải không đếm? Đây là vật phẩm riêng tư của ba, gửi cho ba một màu âm thanh để làm nghiên cứu. Sao con dám tự nhiên sử dụng đồ của người khác vậy? Con tuy chúng ta cùng chung một nhà, nhưng cũng phải có quy tắc của nó con à. Ba mẹ không tiếc gì với con hết, nhưng con muốn làm gì ngoài đồ vật của riêng con thì con cũng phải xin phép người khác. Đó là phép lịch sự, nghe chưa? Dạ con biết rồi, con không dám tái phạm nữa đâu. Vậy thì tốt, nhớ đó nghe chưa. Lần này chắc chắn là trúng rồi. Chúc bạn may mắn lần sau. Là không trúng nó rồi. Con vẫn quyết tâm mà. Không sao đâu con, nhiều khi may mắn nó chưa tới lần này thôi. Nhưng người may mắn sẽ trúng được chiếc xe điều khiển này mới nhất đó ba. Con thích sẽ đau lắm luôn. Thôi con đi lên phòng đây. Ai gõ cửa vậy ta? Chiếc nón may mắn có nghĩa là mình đội lên thì mình sẽ gặp may mắn hả? Cũng hợp với mình đó chứ. Nhưng sao mình chưa thấy may mắn gì hết vậy ta? Đếm ơi, xuống ăn thịt chiên nè con. Hả? Hôm nay mày làm món thịt chiên mình thích kìa. Yeah. Thịt chiên mày làm ngon quá đi. Ăn no quá. Chiếc nón này hay thiệt đó. Mình phải đi thử một vòng xem sao. Đúng rồi, may quá. Hôm trước bạn cho mình mượn cây viết lúc làm bài kiểm tra, nay mình đem cho bạn mượn cuốn truyện mới nhất nè. Hoa, cảm ơn bạn nha. May quá, mình đi chậm tí nữa thì chỗ đó rất trúng đầu mình rồi. Cái nón này đúng là may mắn, có nó thì lúc nào mình cũng hạnh phúc. Đớm ơi đớm, nhà mình có làm hai cái bánh tính mang cho bạn với bụng bự, nhưng mà bụng bự bị đau bụng nên mình cho bạn hết luôn nè. Tin quá vậy, vậy mình ăn nha. Cái nón đó thiệt là tuyệt vời, phải lấy của nó thôi. Ơi, con quả kia, trả lại đây. Thôi rồi, không có cái nón thì mình toàn gặp chuyện xui không, mình sẽ không thấy hạnh phúc nữa. Ủa, dạ con ơi, có chuyện gì vậy?
em lạc mất mẹ rồi. Em tội nghiệp quá không? À, tụi anh sẽ giúp em nè. Nhìn gà con hạnh phúc chứ kìa. Cái bóp của tôi. Ủa, có chuyện gì vậy cô chuột? Cô đi chợ mà làm mất cái bóp rồi, tiền ăn cả nhà cô ở đó. Tụi con sẽ giúp cô. Cái bóp của tôi. Cảm ơn hai đứa nhiều nha. Chuột con không bị đói nữa rồi. Thiệt là may quá, nhìn cô chuột thiệt là hạnh phúc. Ồ, mình chợt nhận ra không có cái nào may mắn mà mình cũng thấy hạnh phúc nữa nè. Mình thấy thật là bình yên khi mình có thể giúp đỡ người khác bằng chính sức lực của mình. Đây mới là hạnh phúc thật sự đó đớp à. Xin chào ba ơi, con trả ba nè. Ủa, nón gì đây? Con biết cái nón đó là ba cho con, muốn con được vui vẻ hạnh phúc. Nhưng mà con nhận ra hạnh phúc không chỉ do may mắn mà có được, mà trong lòng cảm thấy thực sự bình yên khi có thể giúp đỡ người khác, đó mới là hạnh phúc thật sự đó ba. Giỏi lắm con trai. Giờ thì cùng với ba vô ăn cơm nha. Dạ. Cuối cùng tụi mình cũng đã vượt qua kỳ thi cam con, chuẩn bị nghỉ hè thôi. Mình lo quá à, không biết điểm thi như thế nào nữa. Mình mà bị điểm thấp chắc là mẹ buồn lắm. Trời ơi, học giỏi như tay to mà còn lo lắng nữa hả? Không lẽ là người ngoài hành tinh? Không sao đâu, tụi mình sẽ bảo vệ bạn. Xin chào các bạn, mình là Zuzu. Mình đến từ hành tinh trí tuệ, hành tinh thông minh nhất trên vũ trụ này. Mà sao bạn lại tới đây vậy? Ở một nơi quá giỏi như vậy, mình cảm thấy chán. Mình muốn đi khám phá những hành tinh khác. Vậy ở hành tinh bạn có gì? Người ở chỗ mình ai cũng giỏi hết, nên mọi người không đòi hỏi cũng không mong muốn gì. Nhưng làm sao bạn biết hành tinh của bạn á ai cũng giỏi? Có gì chứng minh không? Thì mẹ mình nói như vậy thì nó là như vậy. Chứng minh cho mấy bạn chỉ tốn thời gian thêm thôi. Thiệt là quá đáng, đang ở trên hành tinh khác mà còn dám khoác lác như vậy nữa. Tụi mình sẽ cho bạn biết tay. Thôi thôi, mấy bạn đừng có như vậy được không? Bạn đó là khách mà. Nè bạn Zuzu ơi, bạn nói chỗ của bạn giỏi như vậy, vậy vừa rồi bạn thi được bao nhiêu điểm? Thi được bao nhiêu điểm là sao? Ý mình là bạn làm bài kiểm tra có được điểm số cao không? Bài kiểm tra là gì? Mình hiểu rồi, ở hành tinh Zuzu mọi người đều nghĩ mình lại giỏi nên chả thi cử gì hết. Nhưng thi cử là gì? Có ăn được không? Ừ, không phải đồ ăn. Thi là để bạn biết chắc chắn được mình có thật sự giỏi hay không đó. Nghe hay quá vậy. Vậy mình muốn thi, mình muốn thi. Được thôi, vậy thì mình vô lớp thi thử nào. Đây là các câu hỏi trong bài thi. Bạn phải trả lời đầy đủ hết những câu hỏi này trong thời gian 10 phút. Nếu bạn đúng được nhiều câu thì điểm của bạn sẽ cao. Điều đó chứng tỏ là bạn giỏi. Mình hiểu rồi, tài to tính giờ đi. Được rồi, thời gian làm bài của các bạn bắt đầu. Còn chưa làm xong mà. Bây giờ thì bạn đã hiểu thi là sao chưa? Mình hiểu rồi, thiệt là căng thẳng. Trước giờ mình chưa phải như vậy bao giờ cả. Đúng rồi, phải có thi như vậy chúng ta mới biết được thực lực của mình ở đâu. Từ đó phấn đấu nhiều hơn để ngày một giỏi hơn. Nếu mà không có thi cử thì mọi người sẽ không biết cầu tiến. Mọi người sẽ lười biếng, ỷ lại mà không cố gắng học tập thêm đâu. Mình hiểu rồi. Cảm ơn các bạn đã cho mình một trải nghiệm thú vị. Mình sẽ kể lại với mọi người về các bạn nha. Tạm biệt. Hẹn gặp lại. Sao hôm nay trời nóng vậy ta? Khó ngủ á. Ủa, sao anh gà lại cái gì giờ này? Mai mình rủ bụng bự với tay to tìm hiểu coi sao. Hả? Mới 5 giờ sáng anh gà đã gáy rồi hả? Lấy tận 2 lần đó. Ảnh gọi ông mặt trời dậy đó. Không có gì đâu. Có, mình có thấy ông mặt trời trả lời ảnh đâu. Hay học xong á, mình chạy qua hỏi anh gà trống đi. Lỡ có chuyện gì mình giúp ảnh nữa. Được.
chả thấy ai hết trơn vậy ta? Chẳng lẽ anh đã gặp chuyện gì rồi hả? Tụi mình phải đi kiếm ảnh ngay. Ừ, nhanh lên. À, mà khoan, kiếm ở đâu vậy? Lên hỏi ông mặt trời thử coi. Lỡ mẹ mình nói đúng là anh gà trống gáy gõ mặt trời thì chắc ông mặt trời sẽ biết chứ. Có lý, đi thôi. Ông mặt trời ơi! Ông mặt trời! Chuyện gì đó ba đứa? Dạ, tụi con đi kiếm anh gà trống. Vì sáng sớm nay con thấy ảnh gọi ông dậy rồi, mà nãy giờ con kiếm không thấy ảnh đâu anh. Hả? Ta tự dậy mà, ai gọi ta đâu. Ủa, sao mẹ con nói mỗi sáng tiếng anh gà trống gáy là để đánh thức ông dậy mà? Còn có nha, ta tự lập từ đó tới giờ chứ bộ. Vậy là nguy rồi. Nếu không phải anh gà trống gáy để gọi mặt trời dậy thì lý do gì mà anh gáy lúc sớm vậy ta? Bình tĩnh, để ta kiếm cho. Cậu ta kìa, ngay bên khu rừng vui vẻ đó. Wow, tìm ra rồi. Tụi con cảm ơn ông mặt trời nhiều. Anh gà trống, anh có sao không? Hey, đất hơi cứng nên chắc không nhiều dung đâu. Không phải, ý tụi em á là tại sao sáng nay anh gáy sớm dữ vậy? Thì ngày nào anh chả gáy, nhưng sao anh lại gáy sớm như vậy? À, để anh gọi đàn của mình dậy, chuẩn bị đi kiếm thức ăn. Ồ, thì ra là vậy. Tụi anh là gà nhà, nhưng tổ tiên vẫn từ gà rừng mà ra, nên tụi anh cảm nhận được nhiệt độ thời tiết thay đổi khi trời sắp sáng để thông báo với các chị, các mẹ gà mái. Vậy mà mẹ em cứ nói anh gõ mặt trời dậy đó. Nhưng anh gáy lớn như vậy còn để làm gì nữa không? À, thật ra cũng còn gì nữa anh? Thì anh gáy để lấy oai với mấy chị gà mái mưa. Anh gà trống kiếm vợ kìa. Mấy đứa là lớn, sao anh kiếm vợ? Mà trưa rồi, sống về nhà đi. Thôi tiêu rồi, nãy đi rồi, mình báo với mẹ. Giờ lẹ thôi mấy bạn. Tụi em chào tạm biệt anh gà trống. Tạm biệt mấy đứa. Tái Thôn, bạn đi đâu vậy? Lại đi chơi với tụi mình nè. Mình bận việc rồi, hôm khác mình ghé chơi nha. Mình đi trước đây. Tại con cứ lạ lạ sao á được. Ừ, mình cũng thấy vậy. Có chuyện gì thì phải. Đớm, bạn đè mình đau quá à. Tao tao phát hiện ra bây giờ. Táo ơi, hãy đưa tay ta đến chỗ phù thủy chuột. Tao bị làm gì kìa? Đau, đau. Trời, Đơm, bạn đè lên cái bụng của mình rồi nè. Ui, đau quá, xin lỗi bụng bự nha. Ủa, tay to, cái tay to của bạn đâu rồi? Sao giờ tay của bạn nhìn như tay mèo vậy? Tay của mình xấu lắm hả? Sao bà nói với con là chỉ cần đổi ra tay to đi thì mọi người ai cũng thích con mà. Ai nói chứ, không có cái tai to sẽ không còn là tai to nữa. Đôi tai to đó không những đẹp mà còn giúp tai to nghe rõ hơn và làm cho bọn mình không bao giờ nhầm lẫn tai to với ai cả. Bạn biết chưa? Vậy bà trả tai lại cho con. Đúng rồi, trả tai lại cho tai to đi. Không bao giờ ta trả lại, ta già rồi, không nghe rõ được. Ta cần đôi tai này. Bà sang đây nè. Bà phù thủy. Ủa, không có cái tai to ta vẫn nghe rõ quá nè. Đúng rồi, là con đeo cái máy giúp nghe rõ âm thanh vào tai của bà đó. Đây là phát minh của ba con, chỉ cần đeo vào tai là nghe rõ mọi thứ luôn. Vậy là bà không cần cái tai của tai to nữa rồi. Tai của bà bây giờ còn thính hơn nhiều lần cái tai của tai to nữa. Đúng thật, cảm ơn các cháu nha.
Nhờ vậy mà ta nghe rõ rồi. Ta trả đôi tai lại cho cháu nè. Thì ra chỉ cần là chính mình thôi thì mọi người ai cũng yêu quý mình rồi. Mình không nên nghe theo lời xúi dục của người khác nữa. Đúng rồi đó, suýt chút nữa thì tai to thành tai nhỏ rồi. Sao buồn hiu vậy con? Nãy con cùng các bạn nhặt rác phía trước trường mà con chả được khen, chỉ có tai to được khen thôi. Có sao đâu con, mình làm được việc tốt thì sớm muộn gì mình cũng sẽ nhận được điều tốt mà. Con chả tin đâu. Cho con cái này nè. Cái gì vậy ba? Đây là thẻ tích điểm việc tốt. Chỉ cần con làm đủ 3 điểm việc tốt thì con sẽ đổi được một thứ mà con thích. Bất kỳ cái gì cũng được, đúng không ba? Đúng rồi, nhưng mà nếu người khác giúp lại con thì cái điểm đó nó sẽ mất đi rồi nghe. Dạ, con hiểu rồi, con đi đây. Phải tìm ai giúp đỡ mới được. Ê Bụng Bự, làm gì á? Mình xách đồ từ chợ về giúp mẹ, mà nhiều quá à. Để mình giúp cho. Wow, hay quá. Còn 2 điểm nữa thôi là đổi được robot mới rồi. Bạn làm gì á? Nhà mình tự nhiên mọc lên cây xoài. Mẹ nói mang ra rừng trồng cho nó mau lớn, chứ nhà mình chật quá à. Này tới to, đưa mình giúp cho. Làm việc tốt khó quá, mệt quá, đứng hết nổi rồi. Nhà mình chỉ còn 1 điểm nữa thôi, phải giúp mẹ mới được. Để con phụ mẹ nhanh nhanh nha. Nghe hay đó, giờ con lật ra giúp mẹ nha. À, mẹ ơi, cô sâu, giúp con mắt nó đây mẹ, con sợ quá. Cảm ơn con. Cực quá, cả ngày luôn mà chỉ mới có 2 điểm. Con giúp ba đấm lưng nha, ba mỏi quá. Dạ được, để con ba. Chúc mừng bạn, bạn đã đủ điểm để đổi quà. À, mình đổi robot được rồi. Yeah. Ủa, ông đang kiếm cái gì vậy? Nãy ông dập té, rớt mất cái mắt kính rồi. À, cái mắt kiến bể rồi. Ông dùng cái này đi ông. Hả? À, tiền đâu mà con mua vậy? Ta không lấy đâu. Cái này con đổi bằng thẻ tích điểm điều tốt đó ông. Nó không có tốn tiền. Đúng của ba giỏi quá. Ba hả? Con tính đi trả thẻ lại cho ba nè. Con dùng hết điểm rồi. Đâu, con coi lại coi. Hả? 3 điểm còn nguyên nè. Con vì ông lão mà hy sinh điểm của mình thì con đáng được nhận món quà từ thẻ chứ sao? Giờ thì con tính rồi. Làm điều tốt thì chắc chắn sẽ nhận lại điều tốt. Không những vậy, con cảm thấy vui vẻ trong lòng nữa. Bay lên đây, bay lên. Đớm mà, không xem tivi nữa con. Tới giờ con đi học bài rồi, lên học bài nhanh đi. Thôi mà mẹ, mẹ cho con xem tí nữa đi, đang lúc hấp dẫn mà. Mẹ đã nói không là không, học bài hay là ăn roi. Nhưng mà mẹ... Rồi sao? Bây giờ con cãi lời mẹ đúng không? Thôi được rồi, để con tắt tivi. Ây chà, mấy hành tinh khác xả bụi làm ô nhiễm vũ trụ quá, xử lý mệt muốn đứt hơi luôn à. Con chờ ba mới đi làm về, tình hình ô nhiễm nặng quá hả ba? Hèn chi, mấy hôm nay tivi nhiễu sóng hoài à. Đúng rồi đó con trai. Thôi anh tắm rửa, nghỉ một chút rồi xuống ăn cơm nè. Cũng tại ô nhiễm mà rau rất khó trồng. Hôm nay em mua được có chút xíu thôi, còn con nữa đớm. Mẹ nói con lên học bài mà, để cho ba tắm rửa nghỉ ngơi. Dạ mẹ. Làm con nít chán thiệt á. Lúc nào cũng phải nghe lời người lớn, không nghe thì bị đánh. Đúng là chán thiệt. Làm người lớn không phải đi học, muốn làm gì thì làm. Đúng là sướng ghê. Ôi, mệt quá đi mất. Một ngày làm việc đúng là căng thẳng mà.
Anh mới đi làm về hả? Giày của em bị hư đế rồi. Tối nay em có hẹn khiêu vũ, sửa giúp em nha. Giờ mình phải sửa làm sao đây ta? À, hay là mình làm gãy luôn cái gót còn lại, như vậy thì đi sẽ không bị ngã nữa. Mình đúng là quá thông minh, thông minh quá mức. Hả? Anh giúp em gắn chân bàn này lại nha, nó vừa bị gãy sáng nay. Mình có bao giờ làm mấy cây này đâu mà biết. Giờ mình phải làm sao đây ta? Giờ phải làm sao đây? À, có cách. Ui da, trời, đau quá. Thôi, làm người lớn đúng là khổ mà. Dạ mẹ, con sẽ đi học bài liền đây. Ba đi tắm rồi nghỉ ngơi đi nha ba. Ba vất vả quá, con thương ba lắm luôn. Nóng quá. Trời ơi, mấy ngày nay trời đã nóng mà còn bị cúp điện nữa chứ. Ở trong nhà nhở cái lò lửa luôn, mà không biết sao cúp điện gì mà lâu quá vậy. Em đứng ở dưới nha, anh leo lên sửa coi thử tủ điện bị hư cái gì mà cúp hoài à. Trời ơi, nguy hiểm quá, dừng lại đi. Trời ơi, có gì đâu mà lo, anh mình rành mấy vụ này lắm. Anh mình là chuyên gia sửa ống nước mà. Ủa, chuyên gia sửa ống nước có biết gì về điện không mà sửa? Trời ơi, đừng, nguy hiểm lắm. Trời ơi, nguy hiểm quá, phải cứu hai người họ mới được. Nhưng cứu làm sao đây, đụng vào là cũng bị điện giật luôn đó. Mình biết cách. Bụng bự, đi gọi người lớn cứu đi. Nhanh lên tay con, lấy giùm mình cái lớp xe cao su kia đi. Khi cứu người bị điện giật, đầu tiên ta cần đứng trên một vật cách điện, tốt nhất là cao su. Tiếp theo là phải cách ly người đó ra khỏi vùng nguy hiểm. Bây giờ mình có thể sơ cứu cho họ rồi đó. Có vết phỏng nè, để mình lấy nước lạnh. Không được, phỏng với điện giật là không được dùng nước xoay dầu hay cạo gió, sẽ làm tình trạng nạn nhân phức tạp hơn đó. Chỗ này nè bác. Các con nhớ, không bao giờ được tự ý sửa điện. Nếu gặp người bị điện giật thì làm như đốm vừa làm, rồi lập tức gọi người lớn, vì điện rất nguy hiểm, có thể gây tử vong. Dạ, sau hôm nay thì chắc tụi con không dạy gì mà phá điện nữa đâu. Biệt đội siêu nhân biến hình, hãy tiêu diệt con quái vật đó cho ta. Sao mẹ lại? Không coi nữa, suốt ngày cứ dán mắt vào xem mấy cái phim đánh đấm, không có lợi ích gì hết. Nhưng con đang coi mà, sao mẹ tắt ngang của con? Vậy mẹ hỏi con đã làm xong bài tập toán chưa? Con đã đọc các bài tiếng Việt chưa? Con dọn phòng chưa? Con tập đàn chưa? Khi nào con xong hết các việc trên thì mới được coi tivi. Dạ, con sẽ làm hết theo ý mẹ. Chán quá, chẳng có gì thú vị để chơi hết. Chắc chắn ở phòng thí nghiệm của ba sẽ có rất nhiều thứ hay ho cho mình khám phá đây. Wow, đã thiệt. Ủa, sao có nhiều nút bấm quá vậy ta? Có nút X này to nhất nè, chọn nó vậy. Tuyệt quá, máy biến nhiều hình là có thiệt nè. Giờ thì khỏi lo rồi. Nè đấm một,
bạn làm bài tập toán. Đếm 2, dọn phòng nha. Đếm 3, tập đàn. Các bạn đi đi. Yeah. Còn mình thì đi tìm tay tay và bụng bự chơi thôi. Nè, nè. Đếm ơi, muộn rồi. Tụi mình về đây. Sao sớm vậy? Mình còn chơi chưa đã đó mà. Thôi đủ rồi, mình còn phải về làm bài tập nữa. Mai cô giáo kiểm tra bài á. Còn mẹ đã giao việc cho mình dọn phòng từ trưa rồi mà mình chưa có làm. Sao các bạn khổ quá. Còn mình thì chẳng còn phải làm gì, có người làm hết rồi. Là sao đó? Ai làm cho bạn? Đó là một bí mật. Các bạn bận thì cứ về đi, mình tự chơi được, mình không có muốn về nhà. Ừ, vậy đóng chơi đi, tụi mình về đây. Mẹ, mẹ, mở cửa cho con. Ủa, cháu là ai vậy? Cháu có đi nhầm nhà không? Mẹ, con là Đốm mà. Con của bác đang ở trên phòng và đang học bài. Nhà cháu ở đâu? Có cần bác đưa về không? Con là Đốm nè, đây là nhà con. Mẹ cho con vào nhà đi. Nếu cháu cần giúp đỡ thì ta hỗ trợ, còn nếu cháu cứ nói như vậy thì ta vào nhà đây. Con mới chính là Đốm nè. Mẹ cho con vào nhà đi. Con đói bụng quá à mẹ ơi. Đốm Đốm, mua rồi kìa. Tối nay hẹn ra công viên bắt dế nha. Bụng bự, lại nói chuyện trong lớp nữa hả? Ha! Bắt được con dế than rồi. Bạn bắt được con nào chứ bụng bự? Hi. Bắt được con dế lửa nè. Ủa, mà mấy bạn bắt dế chi vậy? Ngày mai bạn sẽ biết. Yeah, tới giờ ra chơi rồi. Chiến thôi Đốm. Ý, đá dế hả? Hả? Đá dế? Chuẩn bị đá rồi. Mấy bạn bắt con dế của mình hay cua Đốm nè. Nhanh đi. Mình bắt con dế lửa của bụng bự rồi. Vậy thôi, mình bắt dế than. Cố lên dế than. Trò chơi bạo lực quá à. Tội nghiệp mấy con dế quá. Trời ơi, bạn để im cho mấy con dế tập trung đá đi. Hooray, thắng rồi. Yeah. Ây, xui quá. Thôi mấy bạn đừng chơi đá dế nữa. Mấy con dế bị đá sụi vào, sức đầu mẻ chán hết trơn rồi. Có gì vui đâu. Bạn không biết gì hết. Mấy con dế này có biết làm gì khác ngoài đá dế đâu. Mấy em chắc chưa? Tất cả các em chiều nay đi chỗ này với tôi. Ủa, cô dắt mình đi đâu vậy? Không lẽ đi làm bản kiểm điểm? Cô ơi, cô dắt bọn em ra vườn hoa làm gì vậy? Ngày xưa, nơi đây là vùng đất khô cằn. Mọi người đã cùng nhau canh tác, làm cho khu đất này trở nên trù phú như bây giờ. Trong đó có công lớn nhất là chú Dế, đã đào hang, chăm bón cho đất. Trò chơi đá dế là trò chơi bạo lực, bắt những con dế thiệt hại lẫn nhau, trong khi dế là loài có ích cho môi trường và dế là những nhạc sĩ đại tài trong thiên nhiên. Dạ, tụi con hiểu rồi. Loài dế vừa dũng cảm, vừa đa tài, lại vừa có ích nữa. Đúng là hơn bụng bự nhiều. Một, hai, hết đó, hết đó. Hả? Cái gì vậy ta? Viên ngọc đẹp quá. Phải nói cho mọi người biết mới được. Nhưng mà chắc là có ai đánh rơi thôi.
vì nó bỏ trong cái túi này mà. Phải trả là người mất mới được. Bạn hên thiệt đó đó. Viên ngọc đẹp bá cháy luôn. Chắc bán được nhiều tiền lắm á. Kỳ lạ thiệt nha. Qua tìm nãy giờ mà vẫn chưa tìm ra đây là cái loại ngọc gì. Chắc là nó hiếm lắm á. Có một không hai luôn đó nha. Là khi ta nhớ là quân ở đây mà. Thời gian không còn nhiều nữa. Bọn cơm sắp kéo tới đây rồi. Xin hỏi ông tìm ai? Cho ta hỏi. Cháu có vô tình nhặt được một cái túi màu đỏ. Ở trong có một viên ngọc màu xanh lam. Dạ có. Hồi nãy cháu có nhặt được. Để cháu kể cho ông. Bún bự, dừng lại. Đó là viên ngọc thời gian bị mất cấp. Cảnh sát đang truy lùng hung thủ khắp nơi đó con. Hả? Dạ rất có thể. Đây chính là hung thủ. Đúng vậy. Đó là viên ngọc có thể cho người dùng đi tới tương lai hoặc là trở về quá khứ. Ủa con ta ra. Ta cần nó để đi tới tương lai coi trước kịch hoại giải số rồi quay về mua để làm tỷ phú. Mau đưa viên ngọc cho ta. Thời gian quay ngược lại sáng này. Philip, giơ hai tay lên trời. Bỏ đỏ, ngươi đã bị bắt. Trời ơi, bị tóm tận cổ rồi. Bụng bự hay ghê. Dùng viên ngọc đã quay ngược lại thời gian, khống chế tên bò trước khi hắn kịp ra tay. Các cháu giỏi lắm. Khi nhặt được đồ lạ thì không nên dùng lung tung hay đưa cho người lạ. Phải trình báo người lớn hoặc nộp cho công an nha. Đúng rồi đó con. Ý, cặp của Đớm bị rách rồi kìa. Nó cắn cặp của Đớm hả? Là tại ông chuột nhắt đáng chết đó. Mình cầu cho nó cắn của mày gãy răng. Linh nghiệm rồi kìa. Chuyện gì vậy? Cứu ta chơi. Cứu ta chơi. Hình như chuột nhắt gặp nạn rồi. Đáng đời. Ai bảo tối ngày phá hết đồ người ta. Cho đu toàn tiên như nó cho biết. Cứu mình với ba bạn ơi. Mình bị con ác điểu nó bắt đi. Cũng may là mình bám lại được. Cứu mình. Cứu. Mặc kệ ngươi. Cho bỏ tật ăn cắp phá phách. Mình đi thôi bụng bự. Thế tao. Nhưng mà mẹ mình nói á, là thấy người bị nạn thì phải giúp chứ. Nhưng nó là kẻ xấu. Nhưng mà chuột nhắt đâu có đáng chết. Cứu bạn ấy đi. Cứu mình với các bạn ơi. Mình hứa từ nay sẽ không ăn cắp và phá phách các bạn nữa. Nhanh đi Đơm. Mình có cách rồi. Mình tới rồi nè. Chuột nhắt bám vô đây. Đỉnh trai hả? Bám chặt vô nha chuột nhắt. Bám chặt vô. Cả ba người đồng lòng như vậy thì để ta đưa cả ba đi luôn. Chết rồi, nó mạnh quá. Ba đứa này thật đáng ghét. Mọi người đánh vui gặp ai. Ôi da, đau quá. Nè chuột nhắt, tìm cách cứu tụi mình đi. Xuống giống như mình đi. Là làm sao xuống? Thì buông tay ra đi. Một, hai, ba. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Mình không ngờ các bạn lại cứu mình. Bình thường á, mình hay phá phách các bạn. Mà các bạn lại thấy người hoạn nạn
là phải giúp đỡ mà. Đúng rồi đó, sao có thể thấy người bị nạn mà không giúp chứ. Từ nay mình sẽ không làm như vậy nữa đâu. Được rồi, chúng ta về thôi. Về thôi. Tài to giỏi lắm, lại chạy nhanh nhất lớp rồi, 10 điểm cho em. Bây giờ thì giờ học tới đây đã giải tán, các em có thể đi về. Tài to ghê nha, cứ cái đà này á là bạn sẽ vô địch Olympic chắc luôn. Bạn nói ngại quá à, nhưng mà mình không vô địch thì ai vô địch đây? Chẳng qua là ăn may thôi, chứ cỡ bạn còn lâu mới vô địch. Chứ bạn nghĩ ai thắng được mình, bạn chắc. Đừng quên ai mới là người thua đó nha. Tại hồi sáng, mình ăn hơi nhiều thôi, chứ cơ bạn, ai mà chả thắng được. Hả? Ai là ai vậy? Như bạn rùa xanh chẳng hạn. Tưởng bạn nói ai, chứ rùa xanh nổi tiếng chậm chạp mà đòi thắng mình hả? Đua thử thì biết, mình bắt rùa xanh. Sao hả rùa xanh, bạn chịu đua không? Thì đi rùa xanh, mình đảm bảo bạn sẽ thắng. Thì... Được rồi, vậy sáng mai ở góc cây đa, tụi mình sẽ chạy đua tới trường, xem ai mới là người nhanh nhất nha. Đây là khẩu súng siêu tốc. Ngày mai trước khi thi, bạn chỉ cần bắn vào người, đảm bảo chạy nhanh số 1 luôn. Chỉ cần như vậy thì tai to hít khói bạn luôn. Mình sẽ không ăn gian, mình không thèm một chiến thắng gian dối. Nhưng như vậy bạn sẽ thua tai to mất. Để rồi xem. Súng siêu tốc. Để coi ngày mai mình chạy nhanh cỡ nào, có khi phá luôn kỷ lục Olympic. Chuẩn bị, sẵn sàng, chạy. Tay to, chạy đi kìa, đừng có chủ quan. Trời ơi, chuyện nhỏ, bây giờ mình bắt đầu chạy nè. Cuộc thi nữa, phải quay về mới được. Và cái đích kia rồi. Bạn đừng buồn, sau này chúng ta sẽ đua lại. Chiến thắng hôm nay của bạn xứng đáng lắm. Mình đã tự thua chính bản thân mình khi ăn gian. Giỏi lắm rùa xanh, bạn đã chứng minh được là chỉ cần quyết tâm, chắc chắn sẽ chiến thắng. Đừng nói là bạn tính lại đó chơi nha. Bộ ông sợ ông chích hả? Hôm bữa bị ông bình thường chích là nát cái mông rồi. Bây giờ ông khổng lồ chích một cái chắc bị xịt mỡ luôn á. Nhưng mà ở đó sẽ có những bánh mật ong khổng lồ luôn. Có khi mình còn được bơi cho mật ong nữa chứ. Được đó, hai đứa mình đi đi. Ê, đừng có đi, nguy hiểm lắm. Yên tâm đi, lát về bọn mình chia cho một tí. Mình đã có cách lọt vào tổ ong mà không bị phát hiện. Cái khăn tàng hình của ba bạn lợi hại quá à. Chứ sao nữa, phát minh mới của ba mình đó. Thôi, tìm mật ong lẹ rồi rút đi. Đánh nhanh thắng nhanh trước khi bọn ông phát hiện. Đi rồi, sống lên. Yeah.
ơi, tiêu rồi. Dám lẻn vào đây để lấy mật ong hả? Dám gan lắm. Vào nhà người khác không xin phép, có gì chăn chối nữa không? Mai mốt con không dám lẻn vào nhà người khác nữa đâu. Lấy từ nhà người khác lấy đồ là ăn trộm, xấu lắm. Thôi con chừa rồi, không sao không có nữa đâu. Có chừa thật không? Dạ chừa rồi, chừa rồi. Tôi cảm ơn chị đã dạy cho tụi nhỏ một bài học ha. Không có gì, giáo dục các em là điều nên làm mà. Thì ra là như vậy. Ha 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 ha